Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng D, cùng sánh vai với những chiếc xe ví dụ như là Camry hoặc Mazda 6 đây ạ. Đây là chiếc xe ở cái hãng Hyundai. Đó chính là chiếc xe Hyundai Sonata. Đây là cái phiên bản i20 đấy ạ. Phiên bản i20 2.0 ạ, nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký năm 2010 luôn ạ. Chiếc xe đã chạy được hơn 6 vạn km rồi, thưa với quý vị và các bạn. Và chiếc xe này là màu đen, còn rất là mới, rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng đấy ạ. Vì ở cái phân khúc hạng D cho nên là chiếc xe này cái sở hữu kích thước chiều dài của nó rất là dài, nhìn rất là đẹp ạ, trường xe ạ. Ở Toyota thì là Camry, còn ở Nissan thì có Tiana, ở Honda thì có Accord, hoặc là ở Mazda thì có Mazda 6, nhưng ở Hyundai thì có con Sonata đây ạ, chiếc xe Sonata đây, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Quý vị và các bạn ạ, đây là chiếc xe nhập khẩu đây ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Sonata nhập khẩu này ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ba đờ sốc trước của xe. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và đèn LED. Tôi quay lúc này là thời tiết nó rất là nắng nóng, rất nắng cho nên là nhìn vào cái đèn này nó không rõ đâu. Chứ nếu như buổi tối cái đèn này bật lên thì rất là đẹp ạ. Mà lát nữa tôi sẽ bật lên cái đèn này lên, chứ tôi đang chưa bật đèn ạ, mới đang bật đèn xi nhan thôi ạ. Đây tôi đã bật đèn lên rồi đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Nhưng mà trời nó rất là nắng cho nên nhìn không rõ cái đèn LED đâu. Đèn bi xenon, đèn gầm thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy được, nhưng mà cái viền LED thì rất là khó nhìn ạ, tại vì là nó rất là nắng. Nếu như buổi tối nhìn thì rõ hơn. Đây tôi sẽ quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem ạ, để quý vị thấy được cái viền LED này nó rất là đẹp. Buổi tối thì nhìn rất là rõ, chứ đây là ban ngày đang nắng như thế này thì nhìn khó lắm. Rất là đẹp rồi. Ở cái phân khúc hạng D cho nên là chiếc xe đã được trang bị là full option rồi, từ khóa thông minh, đề nổ start top cho đến ghế da, ghế điện, cửa sổ nóc, la răng đúc, điều hòa tự động, full hết option rồi, không còn thiếu cái gì nữa cả. Gương chiếu hậu là gập điện, cốp cũng là cốp điện luôn đấy ạ. Và chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, chiếc xe này thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ. Đây là nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi này. Đây là cái phần cảm biến lùi và camera lùi. Đây chính là cái phiên bản Sonata i20 đây ạ. Vì ở cái phân khúc hạng D cho nên là nó cũng có cái giá trị rất là lớn. Nếu như mua mới thì nó cũng phải tầm hơn 1 tỷ đồng. Cho nên là những chiếc xe này thì chủ xe chạy rất là ít và giữ gìn cẩn thận. Chứ nó không như những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B. Những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B thì là phần lớn là chạy dịch vụ. Còn những chiếc xe này thì cam kết với quý vị và các bạn chắc chắn là không có xe nào chạy dịch vụ đâu ạ. Và xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đây ạ, xi nhan hay là báo rẽ trên gương đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe thì đi rất là giữ gìn, mới có hơn 6 vạn, cụ thể là 6 vạn 9 hay 7 vạn gì đấy. Lát nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem rõ hơn về cái đồng hồ của chiếc xe ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 430 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị bạn, chỉ 430 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ở cái phân khúc hạng D. Đây ạ, mà chủ xe thì đi rất là cẩn thận và cũng đã dán phin cách nhiệt, mà phin cách nhiệt là dán Luma Mỹ hẳn hoi đây ạ, có tem, chứ không phải là dán những cái phin rẻ tiền đâu ạ. Và cái phần lốp xe đây ạ, thưa với quý vị bạn, la răng cũng đã được trang bị là la răng đúc. Và lốp xe còn rất là đẹp luôn, Michelin đây ạ, còn rất đẹp, rất là dày. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, chứ không phải làm thêm bất cứ một cái việc gì nữa ạ. Mua xe của anh em chúng tôi thì chúng tôi cũng đã đánh bóng dọn dẹp hết lên rồi. Quý vị và các bạn về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Nếu như cẩn thận thì chúng ta có thể chi
thêm mấy triệu tiền sang tên nữa cho nó chính chủ tên mình là xong. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong. Bên ngoài thì rất là đẹp rồi, nhưng bây giờ thì mời quý vị và bạn xem về cái phần nội thất bên trong cũng như phần keo chỉ xem có còn zin hay không. Đầu tiên thì tôi cũng cho quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ trên cánh cửa lái đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nó còn nguyên hết đấy ạ. Keo chỉ là còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào luôn ạ. Ốc cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên ạ. Gioăng cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc táp bi đây, quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng D tương đối là đẹp rồi, cho nên là chiếc xe này đã được trang bị lên là gương kính chỉnh điện này, gương chiếu hậu gập điện này, và kết hợp những cái vân gỗ này, khóa bằng chrome, rất là đẹp và rất là lịch sự ạ. Đấy. Về option thì không thể chê vào đâu được rồi. Option xe Hàn thì quý vị và các bạn đã biết rồi đấy, nhất là ở cái phân khúc hạng D này. Xe cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp. Đây là cái bộ ghế da cao cấp và ghế lái chỉnh điện luôn. Thưa với quý vị và các bạn, ghế lái chỉnh điện luôn đấy ạ. Và đây chính là chiếc xe ở cái phiên bản nhập khẩu. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2010 đấy ạ. Phiên bản Sonata nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Đấy. Sản xuất năm 2010 luôn ạ. Và đồng hồ công tơ mét đây, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem luôn ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 6.9 km rồi. Vô lăng còn rất là đẹp. Vô lăng, cần số đều rất là đẹp. Ghế có cả ghế điện và sấy ghế luôn ạ. Đây ạ, đây là cái phần sấy ghế đấy ạ. Cốp điện luôn ạ. Rất là đẹp ạ, rất mới. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Cũng giống như vậy ạ, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Không mất một phân keo chỉ nào. Còn nguyên hết luôn. Ốc bản lề cũng còn nguyên, chưa tháo. Táp bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Sấy ghế đấy, hàng ghế sau cũng có sấy ghế luôn ạ. Ở cái phiên bản nhập khẩu này, cho nên là option là tương đối là đầy đủ rồi. Nội thất da cao cấp. Có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Ở cái phân khúc hạng D, cho nên là chiếc xe này sở hữu chiều dài rất là dài, cho nên là kích thước của nó rất là dài, ngồi rất là rộng ạ. Và xe cũng đã được trang bị cả hai cửa nóc luôn. Đây là phần cửa nóc phía sau này, phần cửa nóc phía trước này. Đấy, đây là cái phần cửa nóc mà chiếc xe đã được trang bị lên. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start stop này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển. Đồng hồ, đây là cái cụm đồng hồ được chia ra làm hai cái đồng hồ chính hai bên. Và cái bảng điện tử hiển thị ở giữa để thông báo. Rất là đẹp luôn ạ. Đây là cái thiết kế của chiếc xe Hyundai mà sau 10 năm rồi đấy ạ. 10 năm trước đó mà đã được thiết kế rất là đẹp như thế này rồi. Hộp số thì tự động, điều hòa cũng tự động hai vùng độc lập. Màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp lên là DVD. Đây là cái đầu, hay còn gọi là cái đầu DVD đấy ạ. Mở ra là cái này thì phải này. Đấy, đây là cái mở đầu này. Đây là cái phần này là để check mặt, check thôi. Chứ còn nếu như mở đĩa này. Lát nữa thì tôi sẽ mở lại cái này xem, chứ tôi cũng chưa dùng được cái này đâu. Gương chiếu hậu là gương chống chói này. Táp bi, táp lô rất là đẹp. Đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi quay nó hơi ngược nắng tí ạ, cho nên là chắc là nó cũng không được rõ lắm đâu. Tôi quay sát vào đây cho quý vị bạn cùng xem đây. Đây là cái phần keo chỉ của cái cốp sau. Keo chỉ của cái cốp sau cũng còn nguyên bản hết ạ. Điều này là chứng tỏ là không có bị đâm đụng hay là không bị va chạm gì. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Và phần cốp sau thì rất là rộng. Tất cả những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D nó rất là dài, cho nên là cái phần cốp rất là rộng ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Lớp sơ cua còn chưa dùng cơ ạ. Đây,
lớp sơ cua còn nguyên bản, chưa dùng một tí nào. Vẫn rất mới luôn đấy ạ. Vì là chiếc lốp sơ cua này nhà sản xuất đã sản xuất đúng nghĩa là sơ cua, tức là nó nhỏ hơn những cái lốp chính, cho nên là những cái người nào mà đi dùng xong về là phải thay ra luôn. Nhưng mà chiếc xe này còn chưa dùng cơ ạ, còn mới nguyên đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đây ạ, chưa có tháo ra đâu ạ. Điều này chứng tỏ là còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Phần nội thất phía sau rất là đẹp luôn ạ. Mặc dù từ sản xuất năm 2010 đến nay là 10 năm sử dụng rồi, nhưng quý vị và các bạn cũng đã biết đấy, nếu như không chạy dịch vụ thì chỉ chạy 6 vạn, 9, 7 vạn như thế này thôi. Nhưng nếu như những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B mà chạy dịch vụ chỉ 1 năm thôi thì là đã công tơ mét đã đạt đến như thế này rồi đấy ạ. 1 năm thôi ạ, cũng đã đạt được tầm 6, 7 vạn rồi ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Phần dưới này, keo chỉ còn nguyên. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Táp bi cửa cũng rất là đẹp luôn. Sau 10 năm sử dụng như những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này thì tôi xem là con nào cũng còn đẹp. Còn nếu như những chiếc xe ở cái phân khúc hạng A, hạng B thì không được đẹp như thế này đâu. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái khoang động cơ của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Sonata này là một cái khối động cơ xăng, động cơ DOHC 2.0 lít ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, tôi đang nổ máy đây. Nhưng mà quý vị và các bạn đã thấy không nghe rõ tiếng máy đâu ạ, tiếng máy rất là êm. Và chiếc động cơ này thì còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc cabo, ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ của cabo cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đây là cái phần cabo, ốc cabo còn nguyên bản luôn. Tem của nhà sản xuất cũng còn nguyên đây ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị tháo cái cabo này ra. Chưa bị tháo cabo này ra thì chắc là chưa có bị va chạm gì thì chưa tháo ra thôi ạ. Và máy móc còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Sở hữu động cơ 2.0, động cơ DOHC, động cơ xăng và hộp số tự động, chiếc Sonata i20 này chúng tôi đang bán với giá là 430 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Sonata này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc Sonata 2010 này thì mời quý vị và bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán là 430 triệu ạ, vẫn có thể hỗ trợ trả góp được cho quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
mua